Đây là khẩu súng cải tiến dựa trên khẩu AK-47A. AK-47SS có 2 băng đạn, tốc độ thay đạn và chuyển đổi đều nhanh. Băng đạn 37/111, tầm bắn 400m, tốc độ bắn 600 phát trên phút. Trong chiến đấu, khi bắn trúng thân trên sẽ gây sát thương cho địch là 34, chỉ với 3 phát là đủ lấy mạng địch. Nếu bắn trúng đầu mà không có giáp sẽ hạ gục địch ngay. Bắn khoảng cách xa thì bắn tỉa là chủ yếu. Tiết tấu là di chuyển, ngừng, bắn rồi tiếp tục di chuyển. Bắn khoảng cách gần có thể càng quét nhưng nhớ là phải áp súng. Phía trước còn có một con dao, các xạ thủ có thể sử dụng trong lúc chiến đấu. Khẩu súng này bắn xa rất chính xác và uy lực cũng rất vững. Có thể nói khẩu súng này bắn xa được, bắn gần cũng thủ được.